Hello anh em, chào mừng anh em đến với kênh YouTube của Dương Hàng Thùng. Mình là Dương, kênh YouTube của mình chuyên về hàng high end và hàng siêu tuyển chọn. Hôm nay cũng là ngày mùng 1 đầu tháng ấy, thì là em Dương cũng xin được kính chúc toàn thể các anh chú bác mình một tháng mới thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui, kiếm rất nhiều tiền nhá. Hôm nay thì cũng đầu tháng em bị dồn đơn từ mấy ngày lễ là em lên video em muộn chút, anh em thông cảm nhá. Hôm nay thì em sẽ lên áo nỉ ạ. Hôm nay em lên áo nỉ cổ tròn tiếp cho nhà mình nhá. Vẫn là đồng giá 199.000 cho một sản phẩm ạ. Free ship toàn quốc cho anh em nhé. Anh em nhận hàng thì có thể là mở hàng ra kiểm tra, mặc thử thoải mái. Nếu mà không ưng hoặc không hài lòng về sản phẩm thì vui lòng gửi lại cho ship giúp em nhé. Thanh toán giúp em là 30.000 tiền ship phí hoàn về anh em nhé. Hôm nay tiếp tục từ mã M hôm trước 40, hôm nay là tiếp tục mã M 41 nhé. Rồi, con đầu tiên em lên cho anh em con Decenter này. Decenter ạ. Size ở đây là size Japan là size L. Nay kiện hàng của Nhật nhá, độ mới rất là cao giống kiện hôm trước. Đây con này áo nỉ khoác kéo luôn ạ, nỉ zip luôn nhá. Họa tiết của nó là in này. Độ mới tầm khoảng 90% ạ. Đây. Đây, con này một lớp thôi anh em nhá. Con này một lớp thôi. Đây, Decenter. Size ở đây ghi size L ạ, hàng nội địa Nhật nhá. Size L cho em nhá. Đây. Tay bò có giãn tốt này. Con này là mã M41 nhé, vai 44 bụng 50, giá là 68. Giá 68, anh em tầm size M hoặc size L mà cho em đẹp, túi thường không khoác kéo đâu. Đây. Độ mới 90 nhé. Mã M41, vai 44 bụng 50, giá là 68 ạ. Size M hoặc size L mà cho em nhé. Tiếp theo này, em đem con áo, con này kiểu áo cardigan này, áo nỉ mỏng một lớp này. Nó không phải mỏng đâu, nó tương đối là dày dặn này, không phải mỏng nha anh em nhé, vừa vặn. Rất đẹp luôn này, đây mới đét, đây tay của nó là kiểu tay suông nhé, chứ nó không phải kiểu tay bo đâu. Cúc rất đẹp luôn này, đây cúc rất đẹp luôn. Con này có túi luôn ạ, đây có túi hai bên nhé. Đây, con này rất kiểu dáng cơ bản, dễ mặc cho các anh chú bác mình mặc này. Đấy, cúc. Con này của Aniquilo này, size M, size áo size M đây, thú dự phòng luôn, tem mới đét đẹp luôn này. Con này rẻ quá, 199 quá, rẻ quá rẻ. Mã M42 nhé, vai 46 bụng 51, giá là 67 ạ. Chuẩn size M cho em nhé, chuẩn size M cho em. Tiếp theo này, em lấy một con áo, con này mỏng này, con này cốt tông mỏng, size L, sản xuất Indo, Aniquilo ạ, Aniquilo ạ. Mới đét này, size L cho em nhé. Đây, chất nỉ có giãn. Mã M43 nhé, bụng 50 dài 67. Bụng 50 dài 67 nhé. Con này size L cho em. 50-67, M hoặc L nhé. Tùy anh em thích mặc rộng, có anh em thích mặc rộng thì mặc theo size M. Đây, size áo ghi size L nhé, mới đét luôn. Mã M43, bụng 50 dài 67, bụng 50 dài 67. Mã tiếp theo này, lên con này Macbeth này, size L ạ. Con áo chất áo rất là đanh, mới đét đẹp luôn, có túi nhé. Áo nỉ có túi đen xì luôn. Đây, Macbeth. Đây hiệu Mỹ, đây, hiệu Mỹ. Độ mới rất là cao nhé. Đây, con này cũng tương đối là vừa vặn, gọi là vừa vặn, nó không phải dày dặn, không dày lắm. Đây, tay bò có giãn tốt này, mặc một thu đẹp luôn. Mã M44 nhé, vai 43, bụng 52, giá là 69 á, giá là 69 cho em. Size, ở đây ghi size, gọi là Medina, sản xuất Nhật. Size 2L, nhưng mà con này tầm anh em tầm mặc size L cho em thôi. Em mặc size L cho em mặc con này đẹp, mới lắm, con này mới như áo mới nhá. Mã M44 này, vai 43 bụng 52, giá là 69 á. Tiếp theo này, em lên một con nỉ khóa kéo, con này sản xuất tại Turkey. Rất Turkey Adidas. Adidas nhé, con này áo màu tím này. Logo của nó là thêu. Thêu Adidas đây nhá. Đây, con này dày dặn cực kỳ luôn anh em ạ. Dày dặn cực kỳ luôn. Độ mới thì con này nó khoảng 88-90% thì đấy. Ngoài dày á, nỉ siêu dày luôn. Đây, nó dày dặn cực kỳ luôn. Adidas này, mã QR này. Đây. Adidas sản xuất tại Turkey. Con này size nhỏ, con này tầm anh em size M. Size M cho em, size M hoặc size S. Con này tầm size S đi, mặc cho thoải mái. Con này size S cho em nhé.
mã M45 này, vai 41 bụng 46, giá là 58. Bắt đầu sẽ add cho em nhé. Sẽ add cho em. Lứ thì là tầm size L. Nữ thì size L. Mã M45 nhé, vai 41 bụng 46, giá là 58. Nói chung là những cái video áo nỉ nhá thì là thường là nam nữ mặc chung hết, nó dễ mặc lắm. Tiếp theo này, con nào cardigan, con này xịn đét luôn, thêu nhá, toàn bộ là thêu. Toàn bộ là thêu này. Uầy, con này xịn đét luôn, thêu này em nhá. Chữ thêu này, con này mỏng nhá, con này chất nỉ mỏng, có hai sọc ở đây. Đằng sau cũng là thêu nhá. Đằng sau cũng là thêu này. Đây anh em mặc thấy con này cực sang luôn. Tay thì nó kiểu hơi bo bo nhẹ. Đây, cúc kiểu cúc giống cúc của sò này, rất xịn này, đây này. Cúc mắt mèo, nó là cúc mắt mèo. Túi hai bên này, có túi nhá. Size đây ghi size M, hàng nội địa Nhật này. Tem thiếc mới đen đẹp luôn. Mã M46 nhá, vai 42 bụng 47. Dài áo là 61 cho em ạ. Dài áo là 61 nhá. Đây. Vai mặc anh em bẻ bẻ này, trông gọi là lãng tử cực kỳ luôn. Đây, cái kiểu cổ bẻ như này. Ấy, quá đẹp. Con này chất mỏng nhá, chất nó hơi mỏng một tí thôi, không hồi mỏng quá. M46 nhá, vai 42 bụng 47, giá áo là 61. Mã tiếp theo này, lên con áo, con này màu kiểu màu con này màu gọi là màu hơi nâu nâu tí đấy, hơi nâu nâu một tí. Size M nhá, Isolen. Size M. Áo nỉ dày dặn. Áo nỉ dày dặn. Này. Con này là mã M47 nhá, bụng 56 dài 60. Bụng 56 dài 60 thì con này thì mặc sẽ theo cái kiểu mặc rộng rộng cho em nhé. Mặc rộng rộng cho em. Đây ở dưới nó còn có cả cái bo này. Con này made in China, hàng xuất Nhật ạ. Đây. Con này không thấy ghi size đâu. Size ở đây. Con này size M nhé. Bao là tầm size M cho em. Size M mặc này. Mặc cái kiểu rộng rộng. Tiếp theo này. Một con màu xanh than nhé. Castle Clyde. Con này dày dặn. Rất dày dặn luôn. Size L. Size L nhé. Chỗ này là thêu này. Đây thêu nhá, nó có cái ánh đèn chiếu vào nhá. Đây anh em trông nó áo nó hơi bạc bạc, con này áo mới tầm 90 đấy. Dày dặn cực kỳ luôn. Nếu con màu tối ấy, ánh đèn nó chiếu vào nó hay bị bạc đi ấy. Mã M48 này, vai 54 bụng 57, giá là 66 nhá. Bao chuẩn size L cho em. Đây. Ôi tay con này nó hơi bị ấy rồi. Tay con này nó hơi bị đây này, con này nó hơi bị rách một tí. Tí đây. Con này bán rẻ 100.000 này. Mã M48 nhé, vai 54 bụng 57, giá là 66 nhé. Đấy, có 100.000 bao ship. Bây giờ anh em bỏ ra tầm 70.000 để mua được con áo. Dày dặn cực kỳ luôn. Tiếp theo con Gap size XS, hàng made in Việt Nam. Áo Gap nhé, con này màu vàng nhạt. Vàng nhạt này, chất liệu vừa phải. Không dày quá, không mỏng quá. Gap nhé, Gap này. Đây, tay mới đẹp đẹp luôn này. Mã M49 nhé, bụng 50 dài 62, bụng 50 dài 62, tầm size S cho em ạ. Bao là tầm size S cho em. Đây, tem tác cả quyển luôn. Tiếp theo này, con này là của Oblockit, size 160. Con này nữ mặc được ạ, hoặc nam size S nhé, con này đẹp lắm. Con này áo khóa kéo, kiểu bóng bơ ấy, logo là thêu chữ M nhé. Đằng sau là in này, con này đẹp quá luôn, áo nỉ, bóng bơ nỉ. Đấy, con này thì chất mỏng ạ, chất mỏng, mặc được 4 mùa cho em. Nỉ mỏng, đây này. Đấy, con này thì anh em tầm size S, hoặc chị em tầm size L cho em. Đây này, uầy, xịn đét anh em ạ. Mã M50 nhá, vai 41 bụng 45, giá là 59 nhá. M50, vai 41 bụng 45, giá là 59. Quá khiếp, nó cũng dày dặn luôn. Đây, size 160, hàng nội địa Nhật nhá. Nỉ mỏng cho em. Mã tiếp theo này, em lên một con này của NBA. Con này cũng chất nỉ mỏng, con này cũng chất nỉ mỏng cho em nhé. Size bé, chỗ này là logo in nhé, in NI này. Đây, nỉ mỏng. Mã M51 này, vai 43 bụng 44, dẻo là 59 nhé. Size S cho em ạ, tầm size S mặc cho em. Đây, con này chất nó mỏng á. Đây, con này là hàng made in China, hàng xuất Nhật ạ, hàng xuất Nhật cho em nhé. Mã tiếp theo này, lên một con này còn nguyên cả tag cả sờ tọ rồi này. Hát này anh em.
đèn em. Con này nó kiểu cổ đây này, con này nó kiểu cổ anh em mình mặc nó sẽ đây cũng sẽ kiểu kiểu đây này, đây như này, đấy như này. Nó kiểu có mũ mà lại không có mũ, đấy kiểu nó dáng giống như có mũ nhưng lại không có mũ. Con này nguyên tác ở store luôn, mới đét 2499 yên. Đây, chỗ này là in nhé, chỗ này là in, chỗ này là in. Đây, size bé, cái này size tầm size S thôi. Mã M52 nhé, vai 40 bụng 45, giá là 65, size S hoặc size M cho em. Tay nó in này, con này mới nguyên tác rồi. Bên Cambodia, hát đàn em, size S hoặc size M cho em nhé, S hoặc M ạ. Mã tiếp theo này, em lên một con này thì chất vừa phải, vừa phải. Con này của Kuvitsum size S. Đây, màu dễ mặc này anh em này, màu dễ mặc này. Đằng trước thì nó in chữ bé, đây chữ gọi là chữ mỏng này, chữ này chữ tiếng Đức ấy. Này, con này nó vừa phải nhá, không dày quá đâu. Mã M53, bụng 46 dài 69 ạ, bụng 46 dài 69 này, tay bo có dạng tốt này. Đây, con này là hàng nội địa của Nhật nhé, của Nhật này, bụng 46 dài 69 ạ, bụng 46 dài 69. Con này thì anh em kiểu thích mặc dài được ấy, nó dài tận 69 nhá, bụng 46 dài 69 nhá. Đây, rất dễ mặc, áo thì rất dễ mặc rồi. Tiếp theo này, một con màu ghi này, ghi sáng của Aniquilo size L, hàng made Việt Nam. Con này dày dặn lắm, cực kỳ dày dặn cho em ạ. Này, mã M54 này, vai 47 bụng 49, giá là 61 ạ, giá là 61. Aniquilo em mới đen đẹp luôn, dày dặn cực kỳ nhá, con này dày dặn lắm. Aniquilo xịn đét luôn. Mã tiếp theo này, Aniquilo tiếp nhé, con này size M, con này thì mỏng hơn, size M mê Indo, màu đẹp lắm, này màu đẹp, áo mới đen đẹp luôn, con này 95%. Mã M55 nhá, vai 45 bụng 50, giá là 61 ạ, chuẩn size M cho em nhé, chuẩn size M cho em. Con này chất vải mềm lắm, sờ sướng, size M nhá, Aniquilo mới đen đẹp luôn, màu quá đẹp, nó co giãn xong nó mềm ấy. Mã tiếp theo này, em lên một con này màu đen này, con này của Earth Musico, Earth Musico, ố xuống dưới đi con. Đây, con này áo màu đen này, đen trơn anh em nhé, đen trơn này. Mã M56 nhá, vai 61 bụng 56, giá là 59, giá là 59 nhé. Con này màu đen có xẻ tà anh em này, đây này có xẻ tà nhé, vai đầu mới tầm 90 ạ, tay bo có dạng tốt này. Size F, size F là size gì đây, sản xuất tại Cambodia, mã vạch mã viết là xịn đét, con này tem mới đét đẹp luôn. Mã M56 nhá, vai 61 bụng 56, giá là 59, dưới đây các bạn ơi. Mã tiếp theo là Aniquilo size XL nhá, con này màu nâu này, con này màu đẹp lắm, áo mềm dày dặn, đây size XL cho em nhé, XL này. Mã M57 này, vai 51 bụng 56, giá là 71 ạ, đó là 71 nhé. Đây này, con này chất dày dặn mềm lắm anh em ạ, mặc con này sướng đét luôn, size XL Aniquilo mới đét đẹp luôn. Mã M57 nhé, vai 51 bụng 56, dài 71 ạ, bác nào size XL cho em, XL. Mã tiếp theo này, em lên con này của Canterbury này, size XL, con này áo áo chui logo thêu Canterbury nhé, con này dày dặn lắm, cực kỳ dày dặn luôn, Canterbury size XL, con này xịn đét luôn này, quá dập hiệu. Đây, con này mới lắm anh em ạ, con này mới lắm. Đây, tay thêu cờ Anh, con này dày dặn lắm, xịn đét luôn ạ. Đây, cổ nó làm xịn này. Con này nó hơi bị một vết một tí ở đây thôi anh em nhé. Đây này, thật ra cái áo màu như này nó bị một vết bé tí, nó không ảnh hưởng đâu. Con này bán 200, con này rất là rẻ, 199, báo ship rất là rẻ. Nó dày dặn lắm. Mã M58 nhé, bụng 55 dài 68 ạ, bụng 55 dài 68 cho em. Size XL, đây, tem Nhật nhé, nội địa Nhật nét căng luôn. Tiếp theo này, em lên một con màu xanh rêu này, con này của Ika này, con này xịn thế.
Ika này, con này xịn đét luôn anh em ạ. Nó dày lắm, con này dày thế. Màu rêu đẹp luôn này. Nhưng mà con này hình áo nữ, người dày lắm. Đây có một cái tem này. Con này chất kiểu chất len nha anh em nhé. Chất len nhé, đây này. Em nhìn cái chất áo xem này, chất len nhé. Len siêu dày luôn. Đây bên trong em nhìn này. Ngoài là len nhưng bên trong nó như kiểu dạ ấy. Đây này. Con này xịn lắm. Bomber à, con này như kiểu bomber, bomber nữ. Đây này. Uầy, con này dày dặn lắm. 199.000 quá rẻ. Mã M59 nhá, bụng 42 dài 57 ạ. Con này S nam hoặc là size M nữ ạ. M nữ cho em. Size đây thì 150 này. Nó làm áo nó chắc nịch ấy, chắc nịch con áo mà nó xịn cực kỳ luôn. Đây có một cái túi này. Có màu xanh rêu đấy anh em nhá, màu xanh rêu đấy, không phải màu ô liu đâu. Nhưng mà trên video nó ánh đèn vàng nó chiếu vào quá đồng. Xịn đét luôn. Túi AB túi thường. Đây. Medicina hàng xuất Nhật nhá, tem mới đét luôn. Mã M59 nhé, bụng 42 dài 57. Mã tiếp theo này, em lên một con này Black Lumber nhé, size L ạ, lửa len lửa ấy. Đoạn trên nó là len, trên là len, đoạn dưới là nỉ. Đây, nó phối này, màu đẹp này, màu đẹp dễ mặc này, dày dặn lắm, dày lắm. Mã M60 nhé, vai 42 bụng 52 dài 72 ạ, con này sẽ XL cho em nhé, XL cho em, nó ghi L ở đây thôi. Mã nào phải tầm L hoặc XL, nội địa Nhật nhá. Black Lumber, phải chất áo nó đanh lắm, nó mới xịn. Tiếp theo này, em lên một con màu lông chuột nhá, con này của Head, hiệu tennis, size 2L. Áo tennis này. Logo đây là thêu ạ. Logo đây là thêu nhá. Đây, đây có chữ Head này. Đây màu lông chuột này, con này màu đẹp lắm, dễ mặc này. Con này dày dặn lắm, mã M61 nhá, vai 46 bụng 53, giá là 66 cho em ạ. Quai dày dặn cực kỳ luôn, size 2L, nội địa Nhật ạ, à? Em Nhật, áo tennis luôn. Tiếp theo này, con áo cardigan tiếp nhé, con này hút crew, size M, hút crew màu lông chuột ạ, à? Màu dễ mặc này, đây. Túi hai bên, size áo ghi size M, mã M62 nhé, vai 43 bụng 46, dài áo là 65, con này kiểu cúc bé đấy, bên trong em nhỉ, đẹp lắm, màu lông chuột dễ mặc, size M, nội địa Nhật nhé. Nội địa Nhật cho em này. Mã M162 nhé, vai 43 bụng 46, giày áo là 65 nhé, giày áo là 65. Mã tiếp theo này, em lên một con gu nhé, áo gu này. Màu này nó gọi là màu khó nhỉ, màu vừa nó cũng kiểu nâu nâu ấy. Nâu nâu với ghi ghi, size L, dày dặn cực kỳ luôn. Đây, màu là cái chú bác mặc này, thanh niên mặc hay, màu này dễ mặc đẹp. Mã M63, vai 48 bụng 50, giày áo là 69, vai rất dày dặn, áo gu, sản xuất tại Việt Nam, xuất sang Nhật ạ, con này về Việt Nam bạn. Mã tiếp theo này, con này mã M63 nhé, vai 48 bụng 50, dài 69. Tiếp theo này, con này size L này, con này cũng dày dặn ạ, áo mềm dày dặn, áo màu ghi này. Mã M64 nhé, vai 43 bụng 53, dài 70, size L hoặc XL cho em ạ. Made in China, hàng xuất Nhật, em Nhật mới đẹp luôn. Con này nhựa mới, mới. Tiếp theo này, con này thì mỏng ạ, một con màu ghi mỏng. Con này của SKU, SKU Made in India, à đâu Made in, ủa, con này sản xuất tại Mỹ ạ. Con này chất nỉ mỏng nhá, sản xuất tại Mỹ cho em luôn này. Chất áo nó hay lắm. Mã M65 nhá, bụng 49 dài 62, bụng 49 dài 62, con này nó mỏng. Hoặc là mỏng anh em nhé, mỏng, mỏng một thu cho em. Hoặc anh em là mặc áo dày thì cứ mặc một con này thôi, mặc thêm cái áo phao lông vũ vào là nó lại là siêu ấm. Hàng nội địa Nhật cho em nhé, tem Nhật ạ, nhưng trên này ghi là Made in USA, sản xuất tại Mỹ ạ, size XS nhưng mà nó là S, gọi là SO ấy. Cái con này tầm size S cho em ạ, mã M65 nhé, bụng 49 dài 62, bụng 49 dài 62 nhé, tầm size S cho em. Tiếp theo này, một con màu lông chuột, con này mềm. Ôi, con này mềm. Ngoài nó dày dặn mà nó mềm anh em ạ. Chất áo nhìn này, chất nó đanh rồi, nhìn chất này anh em nhìn này, chất sở thích luôn. Đây, trơn thôi. Màu này em đẹp này anh em này. Mùa đông thì cần mặc như này đấy, không cần màu mè này. M66 nhá, vai 48 bụng 45, giá là 57, size S cho em ạ. Aniquilo. Ui bên trong, ui rồi anh em nhìn bên trong này. Bên trong
nhung. Con này sờ sướng thật. Aniquilo nhá. Đấy ra mùa đông thì anh em chú bác mình ấy, chỉ cần như này thôi. Bên trong mặc như này nó là gọi là đẳng cấp rồi. Không cần phải nhiều, không cần phải màu mè. M66 nhá. Vai 48 bụng 45, dài 57 cho em. Ấm luôn. Dày lắm anh em ạ, con này dày lắm. Aniquilo tiếp này, CS hàng made in China. Con này cũng màu đen này. Đây, mùa đông anh em cứ như này cho em thôi. Đấy, bên trong cái trơn này thôi. CS nhá, chỗ này là theo. Theo này. Con này cũng mới tầm 90 cho em. Mã M67 nhá. Vai 43 bụng 44, dài 60, vai cũng CS ạ. Tay bò này, có dạng tốt nhá. Aniquilo này, mới đen đẹp. Mã tiếp theo này, một con áo nỉ dày dặn này. Con này là của Prista CM. In nhá, in con hổ. In nét căng cho em luôn nhá. In nét căng, Prista CM cho em này. Con này cũng mới 90 cho em nhá. Đấy, ví dụ có ánh đèn chiếu vào anh em nhìn màu đen nó sẽ trông hơi bạc bạc. Đây này. Áo chất đanh, chất đanh á. Chất đanh á. Tay bò có dạng căng đét luôn. Con này là mã M68 nhá, vai 45 bụng 46, dài áo là 66 nhá, chuẩn size M cho em. Chuẩn M cho em nhá. Con này Prista thì nó tem ở trên cổ hết rồi. Tem trên này hết rồi. Con này là made in Việt Nam sản xuất Nhật. Tiếp theo này, con áo nỉ con này của Kepa, hiệu của Mỹ, size M, dày dặn cực kỳ luôn. Đây, áo nỉ khóa kéo, logo theo. Đây, cúc là khóa kéo dập hiệu luôn nhá. Đây, con này thì nó cũng chất gọi là cũng tương đối là dày dặn. Nó không phải là dày quá, nó vừa phải. Hàng nội địa của Nhật cho em nhé, áo nỉ. Con này là mã M69. Vai 44 bụng 50, dài áo là 64, chuẩn size M cho em ạ. Chuẩn size M cho em nhé. Đây này. Hàng Mỹ xịn đét luôn anh em ạ. Còn xịn lắm. Tay thì anh em nhìn này, nó mới đét đẹp luôn. Mã M69 nhé, vai 44 bụng 50, dài 64, size M cho em. Mã tiếp theo này, em lấy một con, ôi con này dày lắm. Con này dày dặn lắm. Cổ tim in ngôi sao này. Cổ tim nhá, áo màu đen, mới đen đẹp. Mã M70, vai 46 bụng 52, dài áo là 69 nhá, size L cho em. Size L cho em ạ. Áo của Gu, size L, đúng size L luôn. Made in Cambodia, hàng xuất Nhật nhá. Dày lắm. Mã tiếp theo này. Con này là của Champion ạ. Con Champion cho em nhá. Champion. Đây. Chỗ này là của nó là chữ in này. In này, nét căng luôn này. Dưới này là có hơi có vết bẩn nhá. Cái này thì em sẽ giặt cho anh em sạch được này. Đấy. Đây, không sạch thì em tặng áo luôn ạ. Anh em cứ yên tâm. Ở đây, chỗ này là bò này, bò tốt này. Chỗ này là thêu nhá. Đây, cốt tông 100%, hàng made in China, hàng xuất Nhật nhá, Champion. Con này mã M71 nhá, bụng 55 dài 67, size L hoặc size M chứ. Bụng 55 dài 67, áo thì ghi size M. Size M mặc nó sẽ rộng rãi thoải mái hơn. Tiếp theo này, một con cũng tương đối là dày dặn, size trên áo nó ghi là size M, màu lông chuột. Con này cổ rộng này. Đây, con này cổ nó hơi rộng này. Đây, chất áo mềm nhá, chất áo mềm, dày dặn. Mã M72, bụng 47 dài 74. Bụng 47 dài 74 cho em nhé. Ô con này mất tác rồi. À đây, size M. Nhiều tem luôn, nó giấu tem kỹ thật. Cốt tông 100%, tem Nhật với tem Hàn. Đây, cũng hàng nội địa Nhật thôi, không thấy ghi hãng nào, size M. Mã M72 nhé, bụng 47 dài 74 ạ. Bụng 47 dài 74. Nam nữ được hết anh em nhé. Tiếp theo này, một con màu xanh. Xanh đẹp này. Đây này, màu đúng như video luôn anh em ạ. Màu xanh quá đẹp luôn. Dày dặn cực kỳ luôn. Đây. Chỗ này là in nhé. Chỗ này là chữ in cho em ạ. Mã M73 nhé. Vai 52 bụng 51, dài 62 nhé. Tầm size S hoặc size M cho em. Trên áo ghi size M. Đây, nội địa Nhật nhé. Mã tiếp theo này, lên một con này mỏng ạ. Con này len mỏng, cardigan, size XL, Aniquilo, hàng made in Việt Nam. Màu đen mới tinh. Đây, Aniquilo nhá. Cardigan này, đây, con này kiểu khoác ngoài ấy. Mã M74 nhá. Vai 50 bụng 54, dài báo là 75 này.
Giá là 75, đây bác nào sẽ XL cho em nhé. Đây nó có hai túi hai bên này này. Aniquilo này, cúc dự phòng luôn. Đây, mới đẹp đẹp này. À, mã tiếp theo này, đây một con màu lông chuột này. Size M Hamichina. Đây, con này thì mỏng ạ. Con này mỏng, mỏng mềm. À, nó không mỏng quá, nhưng mà nó cũng vừa phải. M75, vai 44, bụng 49, giá là 67 nhé. Con này thì tầm size M hoặc size L cho em. Aniquilo, biết ngay. Size M. M, size M cho em nhé. Mã M75 ạ, vai 44, bụng 49, giá là 67 nhé. Giá là 67 anh em ạ. Mã tiếp theo này, đây là màu ghi này, size M ạ. Con này của Mycel. Con này thì nó rất là dày dặn và rất là mềm. Đây, nó hơi có cổ một tí nhá. Áo trơn này, đẹp luôn anh em ạ. Có túi ở bụng nhá. Mã M76 này, bụng 49 dài 66. Bụng 49 dài 66, size M cho em. Đây, con này là hàng made in Japan luôn nhá. Con này xịn lắm anh em ạ. Tiếp theo là một con áo màu nâu vàng. Con này bị mất tem trên cổ rồi. Nhưng con này cũng giống kiểu Aniquilo ấy, nó dày dặn lắm, mềm lắm. Đây này. Áo màu nâu, size XL. Mã M77 nhá. Vai 62, bụng 62, dài 76 nhá. Con này XXL cho em ạ. To lắm anh em ạ. Áo to có túi này. Hàng của Nhật thôi. Size 2L. Áo nội địa Nhật nhá. Tem Nhật mới đẹp đẹp luôn. Đây. Màu đẹp. Mã tiếp theo này, em lên một con Prisota size S. Prisota size S, áo mềm lắm mà nó chất dày dặn. Họa tiết in này, đẹp luôn nhá. Nét căng cho em. Mã M78 này, vai 48 bụng 52, giày áo là 61 nhá. Giày áo là 61 Prisota, nó chỉ có tem trên này thôi. Size đây ghi size S nhưng em đặt size M mặc được. M78 nhá, vai 48 bụng 52, giày 61, size S hoặc size M cho em. Tiếp theo một con nỉ dày dặn tiếp này, size M, áo đen trơn. Con này dày dặn lắm anh em ạ. Chất áo thì không phải nghĩ, mã M79 này, vai 42, bụng 45, giá áo là 67, chuẩn size M cho em. Chuẩn M cho em nhé. Đây. Con này nội địa Nhật này, tem Nhật ạ. Tiếp theo này một con áo khoác nỉ ạ, size L của Champion này. Champion nhé. Logo là theo. Tay cũng theo nhá, tay cũng theo này. Đây, con này cũng 19-10% cho em. Màu đen thì trông nó hơi bạc thôi. Ánh đèn nó trông hơi bạc. Con này M80 nhá, vai 45 bụng 50. Giá là 68 nhá, giá là 68. Con này size L cho em. Quá mượt luôn đây, phải cước ở đây này. Đây này, tay bò càng đét luôn này. Ngoài khóa cây khóa xịn. Đây. Khóa xịn luôn. Bác nào size M cho em nhé. Size M hoặc size L. Mã M80 này, vai 45 bụng 50, dài 68. Dài 68. Tiếp theo này một con màu xanh than này. Đây, con này màu xanh than này. Con này cũng gọi là dày vừa phải. Độ mới tầm 90, họa tiết của nó là in. Họa tiết của nó là in nhé. In này. Mã M81 này, vai 44 bụng 47. Giá là 65 cho em nhé. Giá là 65. Cá của Gu ạ, size M, hàng made in Cambodia, hàng xuất Nhật. Gu này, xịn luôn. Tiếp theo này, con này mỏng nhá. Con này mỏng anh em này, size 2L, 22L. Màu ghi này. Size 2L cho em nhé. Mã M82 này, vai 46 bụng 55, giá là 73 nhé. Cổ nó hơi làm một cái họa tiết ở đây thôi. Đây này. Còn đâu áo làm trơn đơn giản thôi. Con này hàng nội địa Nhật nhá, tem Nhật ạ, size 2L. Mã tiếp theo này, một con màu xanh than nhá. Con này là của Converse này. Con này nó cũng mỏng đấy, con này mỏng. Áo nỉ mỏng. Logo in nét căng này, Converse cho em nhá. Này, con này size to lắm, XL cho em. Mã M83 nhá. Vai 52 bụng 67, giày áo là 69. Con này nó to về chiều ngang ấy. Bụng tận 69 anh em nhé, nó to về chiều ngang ấy. Đây này, size 10L này, con này to lắm, con này size to đấy, hàng nội địa Nhật nhé, Converse. Ngoài xịn đét luôn, con này chiều ngang, em nhìn chiều ngang nó rất là to ấy, con này ngang 67 cơ.
vai 52 bụng 67 nhá, dài 69 ấy, tầm XXL cho em. Tiếp theo này, một con áo khoác nỉ này, con này xịn thế. Size L ạ, con này của Back Boy. Size L màu đẹp luôn này, mới đen đẹp luôn này. Ui, con này bán 199 rẻ quá. Này, khóa mượt luôn này. Chất xịn lắm. Con này là hàng nội địa của Nhật nhá, size L cho em. Màu này màu siêu phẩm đấy anh em ạ, màu rất đẹp luôn này, rất là dễ mặc. Đây. Rồi anh em nhìn mặc cái lên form của nó đẹp luôn. Em mặc size M mặc vẫn vừa nhá, mặc kiểu rộng rộng thì vẫn vừa anh em nhá. Mã M84 nhá, M84, vai 42 bụng 51, dài 64. Con này M thôi, nó ghi L đấy anh em, size M mặc cho em cho nó rộng. Mặc rộng rộng tí cho nó đẹp. Tiếp theo này, một con màu xanh than nhá. Con này là của Polista, size M nhá. Con này mới này. Polista nhá. Logo nó là in này, in này. Mã M85 nhá. Vai 45 bụng 46, dài 68, size M cho em. Đây, tay bò có dáng tốt này. Đây, là Polista thì dưới nó không có tem, quên. Tiếp theo này, con này màu gọi là màu tím, con này bị cắt mất tác à. Con này bị cắt mất tác à. Chỗ này của nó là thêu nhá, toàn bộ là thêu hết. Đây nó mới cắt mất cái tác à. Mã M86 nhá. Vai 48 bụng 52, dài áo là 62 nhá. Bác là size M cho em. Vai 48 bụng 50, dài 62. Con này mới đấy, tay bò có dạng tốt. Đây, con này hàng nội địa Nhật nhá, hàng Nhật nhá. Đây này, tem Nhật cho em ạ. Tiếp theo này là một con này cổ bẻ này, con này mông tu ghi này. Này kiểu mông tu ghi á. Con này xịn lắm anh em ạ. Ui, con này đẹp, con đẹp quá. Có túi này, thêu nhá. Thêu này, cúc dập hiệu này. Con này của Saxony này, size M cho em ạ. Ui này xịn lắm anh em ạ, cổ này. Mới đen đẹp luôn. Chất nó như kiểu chất len ấy, con này len mông tu ghi ấy. Ui này xịn ấy. Ui này siêu phẩm này anh em ạ, dày dặn lắm. Mã M87 nhé, vai 47 bụng 52, dài 65 ạ. Dài 65. Medicina hàng xuất Nhật nhé. Ui, mà đẹp. Mà đẹp lắm anh em ạ. Đẹp, mới. Đây, con này nó không khác áo mới là mấy đâu. Mã M87 nhé, vai 47 bụng 52, dài 65. Tiếp theo này, con này của Muji này, màu lông chuột này, size L ạ. Muji. Đây, con này cũng đẹp, con này màu lông chuột dễ mặc, độ mới tầm 90. Đây. Mã M88 nhé, vai 47 bụng 55. À, vai 47 bụng 50, dài 65 ạ, size L cho em. Size L cho em nhé. À, mới gì thì nó sẽ làm tất cả các tác nó in ở trên này thôi, nó hơi mờ tẹo thôi. Tiếp theo này, một con này của Polo. Polo con này đẹp. Ui con này đẹp, con này màu lông chuột, con này đẹp. Đây, mới đét. Có dán nhá, chất có dán, nó cũng vừa vặn, nó không phải dày quá đâu. Có túi này, thêu nhá, đây, thêu này. Con này đẹp quá anh em này. Mã M89 nhá, mã M89 này. Vai 40 bụng 45, giá là 65 nhá. Bác nào tầm, con này tầm size M cho em, size M. Đây, khóa da của nó này. Chiếc polo còn nét căng luôn, con này quá mới đấy. Con này quá mới, quá đẹp luôn. M89 nhá, vai 40 bụng 45, dài 65. Mọi đẹp quá. Tiếp theo nhé, mã cuối cùng này. Đây là một con Aniquilo XL, cũng áo cardigan, áo là chất như kiểu con này nó chất như có chất con là chất cotton tông màu xanh than đây. XL cho em nhé, XL cho em này. Mã M90 mã cuối cùng rồi. Vai 47 bụng 51. Giá là 74 nhá, M90, vai 47 bụng 51 dài 74 nhá. À rồi ok, vậy là em Dương đã lên hết 50 mã áo nỉ cho video ngày hôm nay nhá. Rất cảm ơn các anh chú bác mình đã chú ý quan tâm theo dõi video. Chúc các anh chú bác tìm được thật nhiều áo vừa ý phù hợp với mình ạ. Hẹn gặp lại anh em vào video buổi tối lúc 20 giờ nhé. Tối nay thì em sẽ quay lại lên rất nhiều các cái siêu phẩm cho nhà mình nhé. Bye bye.